Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát sóng tối nay gồm những nội dung chính như sau. Đoàn kiểm tra liên ngành Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng ra soát đánh giá các tiêu chí nông thôn mới đối với 3 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới 2014 tại thành phố Bảo Lộc. Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố năm 2014. Tiểu học Trưng Vương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Phần cuối mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Bảo hiểm y tế học đường đôi điều ghi nhận. Sau đây là nội dung chương trình. Chiều ngày 28 tháng 10, đoàn kiểm tra liên ngành Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với lãnh đạo thành phố về việc rà soát đánh giá tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đối với 3 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới 2014 là Đam Ri, Lộc Thành và Lộc Châu. Qua đánh giá, đến nay, cơ bản 3 xã này đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Riêng đối với tiêu chí y tế, xã Đam Ri đã đạt, xã Lộc Thanh và Lộc Châu, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt trên 60%. Tại buổi làm việc, đoàn đã ghi nhận sự nỗ lực của lãnh đạo địa phương và nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Đối với hai xã chưa đạt tiêu chí về y tế là Lộc Thanh và Lộc Châu, cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phổ biến sâu rộng trong nhân dân, vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Lãnh đạo các xã trên cần hoàn tất thủ tục hồ sơ đúng theo quy định, xây dựng báo cáo cụ thể, đặc biệt chú trọng đến các số liệu có sự đóng góp của nhân dân để đưa ra hội đồng xem xét và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2014. Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2014, Ủy ban dân thành phố Bảo Lộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố năm 2014. Ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố tham dự hội nghị. Theo thông tư số 22 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc rà soát hộ làm nông lâm nghiệp trên địa bàn có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015. Là cơ sở để làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Theo đó, tiêu chí để xác định hộ gia đình có mức sống trung bình là hộ gia đình thu nhập bình quân đầu người từ 521.000 đến 900.000 đồng một tháng ở nông thôn và từ 651.000 đồng đến 900.000 đồng một người một tháng ở khu vực thành thị. Kế hoạch triển khai trên nguyên tắc hộ gia đình có nhu cầu tự nguyện đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Việc thực hiện phải bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, thủ tục đơn giản và thuận tiện. Tại hội nghị, lãnh đạo và cán bộ thương binh xã hội các phường xã trên địa bàn đã được Phòng Lao động Thương binh xã hội thành phố hướng dẫn quy trình khảo sát các thủ tục cần thiết để xác nhận hộ gia đình thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo pháp luật bảo hiểm y tế. Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển lâu dài. Những năm qua, trường Tiểu học Trưng Vương tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là các bậc phụ huynh thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, cùng với nhà trường xây dựng một xã hội học tập. Chỉ tính riêng năm học 2013-2014, trường Tiểu học Trưng Vương đã huy động 170 triệu đồng, sửa toàn bộ hệ thống quạt và hệ thống điện chiếu sáng cho 18 phòng học và các phòng tại khu vực hành chính, sửa lại toàn bộ hệ thống rèm cửa cho 12 phòng học, làm nhà vòm cho học sinh đọc sách trị giá 60 triệu đồng, quét vôi, làm sân xây bồn hoa trị giá trên 60 triệu đồng. Bên cạnh đóng góp của phụ huynh, trường còn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 54 bộ quần áo, gần 300 quyển vở và trên 28 triệu đồng ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Để cái công tác xã hội hóa được tốt thì điều kiện thứ nhất là phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cho tất cả phụ huynh, học sinh và tầng lớp xã hội là ủng hộ mình. Cái thứ hai nữa là phải thể hiện được việc làm của mình khi mà sử dụng những nguồn vốn cũng như những cái tình cảm mà phụ huynh đóng góp cho nhà trường có hiệu quả hay không. Hai cái đó là một cái mấu chốt để có thể là thành công được cái công tác thực hiện xã hội hóa, làm sao cái đích cuối cùng là hướng tới cả xã hội đều học tập. Tất cả phụ huynh trong trường đều rất là hưởng ứng nhiệt tình,
nói chung về kế hoạch xã hội hóa thì nhà trường với là ban chấp hành phụ huynh cũng đã có những kế hoạch chi tiết cụ thể từ cuối năm học trước đến năm học đầu để triển khai thực hiện. Thứ hai là hội phụ huynh với nhà trường cũng đã quản lý rất là chặt chẽ về các khoản thu và chi của các chương trình xã hội hóa của nhà trường. Để việc huy động các nguồn lực trong công tác xã hội hóa gặp thuận lợi, nhà trường luôn chú trọng, quan tâm đến việc công khai minh bạch đối với các nguồn vật chất được phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm đóng góp. Mặt khác, nguồn kinh phí đóng góp này phải được sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả, xứng đáng với lòng tin của các nhà tài trợ, các bậc cha mẹ học sinh. Cùng với vận động vật chất, hỗ trợ cho giảng dạy và học tập, nhà trường còn tập trung xây dựng một xã hội cùng học tập, cùng phụ huynh phối hợp tốt ba môi trường giáo dục, nhà trường, gia đình và xã hội. Thông qua các chương trình mang chủ đề Cha mẹ và bé cùng học, phối hợp với Viện Tâm lý Giáo dục Pháp luật học TP.HCM, tổ chức giao lưu cùng phụ huynh học sinh với chủ đề Nghe con nói con nghe, được đông đảo phụ huynh ủng hộ và hưởng ứng. Thời gian tới thì nhà trường làm một số cái nội dung sau. Cái thứ nhất là phải xã hội hóa để coi như tăng cường cơ sở vật chất trong công tác dạy và học. Với cái điều kiện này rất là quan trọng. Với một cái trường là 1.022 học sinh mà không thực hiện tốt cái công tác xã hội hóa thì cái cơ sở vật chất không thể đáp ứng được cái nhu cầu dạy và học với nguồn kinh phí của ngân sách cấp bây giờ. Cái thứ hai nữa là rèn kỹ năng sống là một cái vấn đề mà cũng vô cùng quan trọng. Phải thực hiện theo cái hướng là giáo dục là nhà trường kết hợp gia đình và xã hội. Những kết quả mà trường tiểu học Trưng Vương đạt được trong công tác xã hội hóa giáo dục là sự nỗ lực, đồng lòng của tập thể thầy và trò, là kết quả của sự quan tâm của các cấp ngành, của từng phụ huynh đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt sự nghiệp trồng người. Tại trường Trung học Phổ thông Bảo Lộc, Trung tâm Dân số Cách hóa Gia đình kết hợp với thành đoàn tổ chức nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh. Tại buổi sinh hoạt, các em học sinh được tuyên truyền những hiểu biết cơ bản về vị thành niên, nguy cơ vị thành niên phải đối mặt, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng đối với vị thành niên, lợi ích của việc tự chăm sóc bản thân và một số vấn đề liên quan. Thông qua buổi sinh hoạt, các em được tiếp thu những kiến thức bổ ích về vấn đề giới tính, tình yêu cũng như vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Buổi trò chuyện đã giải tỏa được những thắc mắc về tình yêu hôn nhân gia đình của lứa tuổi học sinh trung học. Các em được trình bày những suy nghĩ về giới tính sức khỏe sinh sản để được giải thích, tư vấn. Đây là buổi sinh hoạt bổ ích giúp các em có hành động đúng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên để chuẩn bị cho tương lai. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Bảo Lộc, phát trên website baoloconline.lamdong.vn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2014, Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt tơ tầm Việt Siêu tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2017. Hiện có 128 công đoàn viên, trong đó có 108 nữ. Từ giữa năm 2012 đến nay, Công đoàn cơ sở Việt Siêu đã có nhiều cố gắng để tham gia quản lý và tổ chức tốt các phong trào thi đua, lao động sản xuất giỏi, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào học tập, rèn luyện nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn. Bên cạnh đó, công đoàn còn tham gia cùng chủ doanh nghiệp xây dựng nội quy lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể, thành lập các hội đồng, tổ đội, mạng lưới chuyên môn theo quy định, quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, hạn chế không để xảy ra tai nạn lao động, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đại hội cũng đã đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, trong đó tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Trước đó, bà Vũ Thị Mỹ Hạnh, trưởng ban tuyên giáo nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng, cũng đã có buổi nói chuyện thú vị với công nhân lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt tơ tầm Việt Siêu
về các nội dung trong Bộ Luật Lao động năm 2012 và các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền các nội dung quan trọng của Bộ Luật Lao động đến đội ngũ công nhân lao động, các quy định về quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, các quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, nghỉ theo chế độ của công nhân, cùng một số vấn đề liên quan. Nhân tháng hành động vì người nghèo, các địa phương trên địa bàn đã trao tặng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo từ quỹ đóng góp vì người nghèo. Sáng ngày 29 tháng 10, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã Lục Thành tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho tặng gia đình bà Nguyễn Thị Thi, thường trú tại thôn Thanh Xuân 2. Đây là hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chồng thường xuyên đau ốm, hai con đang đi học. Tài chính của gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương là giáo viên tiểu học của bà. Đến nay, được sự quan tâm của chính quyền cùng các nhà hảo tâm, gia đình đã có căn nhà mới với diện tích 60m², tổng kinh phí gần 90 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ủng hộ 20 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc xã vận động quỹ tín dụng Lộc Thanh ủng hộ 5 triệu đồng, Công đoàn thành phố ủng hộ 12 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp. Được biết, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thanh phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể đã vận động xây dựng 3 căn nhà tình thương, 2 căn nhà đại đoàn kết giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống. Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2014, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Nga tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho tặng gia đình ông Nguyễn Viết Huân, thường trú tại xóm 1 thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga. Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhà cửa tạm bợ và thường bị ngập úng mỗi khi trời mưa. Căn nhà đại đoàn kết trao tặng gia đình ông Huân có diện tích sử dụng 50m², tiêu chuẩn nhà cấp 4, tổng mức xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng. Bà Cao Thị Kim Dung, trường mầm non bán trú Ngọc Lan hỗ trợ 10 triệu đồng. Nguồn đối ứng của gia đình hộ nghèo là 40 triệu đồng. Buổi chiều cùng ngày, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Nga cũng đã tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho tặng gia đình ông Ca Quân, ngụ tại xóm 2, thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga. Gia đình ông Ca Quân là gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà cửa rách nát, tạm bợ, không có khả năng sửa chữa. Vợ chồng ông không có việc làm ổn định, lại phải nuôi mẹ già bệnh tật. Căn nhà đại đoàn kết cho tặng gia đình ông Ca Quân có diện tích sử dụng 50m², tiêu chuẩn nhà cấp 4. Tổng kinh phí xây dựng 50 triệu đồng. Trong đó, quỹ vì người nghèo phường 1 hỗ trợ 20 triệu đồng. Bà Cao Thị Kim Dung, trường mầm non bán trú Ngọc Lan hỗ trợ 12 triệu đồng. Nguồn đối ứng của gia đình hộ nghèo 20 triệu đồng. Cùng ngày, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Nga tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho tặng gia đình ông Nguyễn Trung Tiến, thường trú tại xóm 1 thôn Nâu Siri, xã Lộc Nga. Gia đình ông Tiến là gia đình thuộc diện hộ nghèo đang cần nhu cầu về nhà ở. Qua xét đơn xin hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết của hộ ông Nguyễn Trung Tiến, Ban vận động quỹ vì người nghèo xã Lộc Nga đã thống nhất hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông. Căn nhà có diện tích sử dụng 90m², kết cấu nhà cấp 4, tổng mức đầu tư 90 triệu đồng. Trong đó, quỹ vì người nghèo thành phố Bảo Lộc hỗ trợ 20 triệu đồng, quỹ vì người nghèo xã Lộc Nga hỗ trợ 5 triệu đồng. Quỹ xây dựng mái ấm tình thương Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Nga hỗ trợ 4 triệu đồng. Nguồn đối ứng của gia đình hộ nghèo 61 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế được quy định là bảo hiểm bắt buộc trong học đường. Nhưng hiện nay, trên địa bàn thành phố, tỷ lệ học sinh đóng bảo hiểm y tế chỉ đạt bình quân 54%. Trong đó, các trường vùng sâu, vùng xa đạt tỷ lệ rất thấp. Vậy nguyên nhân là do đâu? Ghi nhận của phóng viên Đài truyền thanh truyền hình thành phố Bảo Lộc về thực trạng này. Theo thống kê, thành phố có 50 trường từ cấp tiểu học đến cao đẳng đóng trên địa bàn thành phố, với trên 32.000 học sinh, sinh viên. Đây là đối tượng nhà nước quy định phải đóng bảo hiểm y tế bắt buộc. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ học sinh, sinh viên đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố chỉ đạt bình quân 54%. Nếu như các trường ở khu vực trung tâm thành phố như Trung học Phổ thông Bảo Lộc, Lộc Phát, Trung học Cơ sở Hùng Vương, Quang Trung, Tiểu học Nguyễn Trãi, Lê Văn Tám, Trưng Vương, Nguyễn Khuyến đều có tỷ lệ học sinh đóng bảo hiểm y tế trên 80%, thì các trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn như Trung học Phổ thông Lê Thị Pha, Trung học Cơ sở Hồng Bàng, Phan Bội Châu, Tiểu học Lý Thường Kiệt có tỷ lệ học sinh tham gia rất thấp.
Thậm chí trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, xã Lộc Châu chỉ có 3% học sinh đóng bảo hiểm y tế. Theo lãnh đạo các trường, mặc dù bảo hiểm y tế được xem là bảo hiểm bắt buộc, nhưng thực tế thì học sinh không tham gia, nhà trường không thể ép buộc. Theo ghi nhận, trên địa bàn thành phố, chỉ có trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc là trường có tỷ lệ học sinh, sinh viên thực hiện đóng bảo hiểm y tế 100%. Do đặc thù là một trường đào tạo nghề, nhà trường có nhiều thuận lợi về công tác tuyên truyền, vận động, đưa bảo hiểm y tế là tiêu chí để học sinh nhập học, học tập và thi các học phần. Học 2013-2014 thì là thông qua các cái kênh thông tin trong nhà trường, thông qua tổ chức về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thông qua cái tổ chức về mặt chính quyền, các phòng khoa chuyên môn, và cho tới cái giáo viên chủ nhiệm, thì chúng tôi đã vận động giáo viên chủ nhiệm cũng như là chỉ đạo trong công tác điều hành của nhà trường là tập trung giáo dục cũng như tập trung vận động các em để các em tham gia cái bảo hiểm y tế một cách tốt nhất và đạt được cái kết quả cao nhất. Trước khó khăn chung của công tác y tế học đường, lãnh đạo thành phố đã có công văn giao chỉ tiêu thu 100% cho toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tìm hướng tháo gỡ khó khăn, một số trường còn tranh thủ sự hỗ trợ của hệ thống chính trị ở cơ sở, trực tiếp làm việc với các giáo họ, giáo xứ để vận động phụ huynh và các em học sinh đóng bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm sức khỏe, phòng tránh rủi ro và được hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước. Để thực hiện tốt hơn cái công tác bảo hiểm y tế trong năm học 2014-2015 thì ban giám hiệu nhà trường cũng đã phổ biến trong các cái cuộc họp hội đồng, rồi các cái đoàn thể, vận động công đoàn, đoàn, rồi đội là sẽ thực hiện tốt hơn, và đặc biệt là đối với giáo viên chủ nhiệm. Và trong các cái cuộc họp phụ huynh của khối lớp thì nhà trường cũng đã rất chú trọng về vấn đề này, là làm cho phụ huynh cái nhận thức tốt hơn về bảo hiểm y tế. Bên cạnh bảo hiểm y tế học đường cũng đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Hầu hết các trường đều có phòng y tế, cán bộ chuyên môn và cơ sở vật chất, thuốc men phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu. Các trường cũng cam kết sử dụng toàn bộ kinh phí bảo hiểm y tế nhà trường được hưởng để tái đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho phòng y tế học đường. Đây là biện pháp ban đầu khá hiệu quả, đảm bảo cho các học sinh có đủ thể chất và trí lực để học tập, lao động tốt. Thực chất là, để khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, nhà nước đã thực hiện chính sách trợ giá 100% phí đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, con gia đình chính sách, dân tộc thiểu số. Hỗ trợ 30% phí đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng còn lại. Đây cũng là một hình thức nhằm khuyến khích mọi người tích cực tham gia, vừa ích nước, vừa có lợi cho bản thân. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát sóng tối nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Để theo dõi lại nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng truy cập trang web baoloconline.lamdong.vn. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.